Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay ngày mùng 5 tháng 9, gần 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới, năm học 2023-2024. Theo đúng tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị trước đó, lễ khai giảng sẽ diễn ra ngắn gọn, vui tươi và ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi trường. Và dưới tiết trời đầu thu mát mẻ, các bạn học sinh ai ai cũng vui tươi, háo hức. Bên cạnh đó, mỗi người cũng mang trong mình những cảm xúc riêng. Các em đầu cấp thì có đôi chút bồi hồi, xen lẫn mong chờ một chặng đường mới. Còn những bạn năm nay là năm cuối cấp lại bồi hồi tiếc nuối vì đây sẽ là lần cuối được dự lễ khai giảng năm học mới dưới mái trường thân thuộc. Kính thưa quý vị khán giả, nhân dịp lễ khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư tới các em học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo và cán bộ quản lý. Sau đây, VTV xin trích bức thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thân ái gửi các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động, ngành giáo dục và các bậc phụ huynh. Một năm học mới lại bắt đầu, đây là sự trở lại và cũng là khởi đầu cho những điều đẹp đẽ và đáng nhớ trong đời. Các em dù ở lứa tuổi nào, cấp học nào, miền núi hay đồng bằng, biên giới hay hải đảo xa xôi, hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời. Mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân. Thế giới và tương lai các em đang rộng mở. Thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm tạo những điều kiện tốt nhất để các em được phát triển toàn diện, năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu. Chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo, chống lại những điều xấu, cái ác. Tôi luôn đặt niềm tin vào các em. Tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng của tổ quốc mình trong sức sống căng tràn và trong những ước mơ hoài bão cao đẹp của các em. Đảng, nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục, rèn luyện các em là nhiệm vụ chung của nhà trường, gia đình và xã hội. Một quốc gia muốn phát triển phải có nền giáo dục chất lượng cao và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững. Tôi mong các cô giáo, thầy giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người cao quý. Tôi mong các bậc phụ huynh vì tương lai của con em mình hãy đồng hành với nhà trường và xã hội trong giáo dục, chăm lo cho các em. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn. Xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui hạnh phúc. Được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà. Trong tiếng trống tựu trường hân hoan của mùa thu năm nay, tôi thân ái chúc các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ ngành giáo dục và các bậc phụ huynh bước vào năm học mới với khí thế mới, cùng thi đua dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, có nhiều tiến bộ và thành tựu mới. Dù còn đó những băn khoăn trăn trở khi bước vào năm học mới, song tất cả chúng ta hãy vững vàng tiến bước vượt qua khó khăn, kiến tạo những giá trị mới mẻ và thiết thực cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng và không ngừng phát triển. Thân ái, Võ Văn Thưởng. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Bảo Ngọc xin chia sẻ nội dung tiếp theo với quý vị khán giả của VTV. Đó chính là một tên linh mục mà mấy ngày hôm nay cộng đồng mạng nói đến rất nhiều. Linh mục Đặng Hiễu Nam, một kẻ khoác áo linh mục, lại làm rất là nhiều những cái điều phản dân hại nước.
Thưa quý vị, là Linh mục Đặng Hữu Nam luôn dựa vào những sự kiện triệt để lợi dụng, xuyên tạc, chống phá chế độ, chính quyền nhân dân. Và trong nhiều năm qua thì Linh mục Đặng Hữu Nam liên tục có nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá, kích động giáo dân, gây mất an ninh trật tự và đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Khi xảy ra dịch bệnh Covid thì vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ Mỹ Khánh, Yên Thành, Nghệ An, Linh mục Đặng Hữu Nam giảng lễ tuyên truyền xuyên tạc đại dịch Covid-19. Sau đó hắn đã tung lên mạng xã hội. Thay vì đề cập tới đại dịch bằng tình hình thực tế, con số thống kê, cách phòng ngừa và ứng phó với đại dịch, thì Linh mục lại chĩa mũi nhọn để tấn công chế độ chống lại nhà nước Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị khán giả, Đặng Hữu Nam sinh năm 1976 tại Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An, được phong linh mục vào năm 2008 và trong quá trình hoạt động luôn thể hiện tư tưởng chống đối, kích động nhiều phần tử gây mất an ninh trật tự địa bàn. Sâu chuỗi lại, Bảo Ngọc xin liệt kê một số những dấu mốc quan trọng mà linh mục này đã gây mất an ninh trật tự. Điển hình vào ngày 26 tháng 9 năm 2016, Linh mục Đặng Hữu Nam tổ chức trên 500 giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An và giáo xứ Song Ngọc, Mành Sơn lân cận kéo đến Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để gửi đơn kiện công ty Formosa gây mất an ninh trật tự. Và ngày 3 tháng 10 năm 2016, Linh mục này cho rằng chính quyền gây khó dễ trong việc xác nhận thủ tục nộp đơn kiện công ty Formosa nên đã đánh kẻng nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Hòa và một số đối tượng thì đã quá khích và đã hành hung nhiều công chức xã. Thưa quý vị, là Linh mục Nam còn có những hành động xúi dục một số giáo dân chống đối lại các chủ trương chính sách và hoạt động của địa phương, chỉ đạo cho những người trúng thầu 55 lô đất ở thôn Tân An, xã An Hòa không nộp số tiền đất còn lại, mục đích nhằm gây sức ép với chính quyền các cấp. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2016, thì số công dân đã tự ý tháo dỡ 5,5 mét phía trước và 5,5 mét phía sau tường bao, phá hoại bờ rào, chiếm đất nhà văn hóa thôn Tân An, xã An Hòa. Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Tổ công tác huyện và Ủy ban Nhân dân xã An Hòa đã tổ chức kiểm tra hiện trường, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhà thờ giáo xứ Phú Yên rung chuông tập hợp khoảng 20 nam thanh niên kéo ra ngăn cản không cho tổ công tác thi hành nhiệm vụ. Và một số đối tượng quá khích đã đuổi theo đánh đập công chức địa chính xây dựng Ủy ban Nhân dân xã An Hòa đã phải nằm viện. Và từ đầu năm 2017 cho đến nay thì nhiều lần Linh mục Đặng Hữu Nam kích động lôi kéo bà con giáo dân xuống đường lấy cớ tuần hành phản đối công ty Formosa, phản đối trạm thu phí BOT ở Vinh gây ách tắc quốc lộ 1A. Khi cơ quan chức năng đến giải thích động viên, nhiều đối tượng bị kích động đã ném đá, đập phá, làm hư hỏng nhiều xe ô tô, tài sản của nhà nước, hành hung và làm bị thương nhiều cán bộ thực thi công vụ. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, tại giáo xứ Mỹ Khánh lấy cớ là cầu nguyện cho 39 người Việt tử nạn trong container tại Anh, linh mục này đã tung lên mạng xã hội vu cáo chế độ tước đoạt nhân quyền, tiêu diệt tôn giáo, đàn áp, đấu tố, bắt bớ, bỏ tù, thủ tiêu những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ, quy kết chế độ biến 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng thành những người nhu nhược, vô cảm, độc ác và man dợ. Thưa quý vị, là những hành động xuyên tạc, vu cáo, kích động, chống đối của Linh mục Đặng Hữu Nam đã đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Là một linh mục, đáng lẽ tên này phải làm đúng bổn phận của một công dân, của một linh mục. Và nói về đạo đức của giáo hội thì Mark Weber đã cho rằng cách duy nhất để có một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa không phải là vượt lên trên nền đạo đức của đời sống trần thế bằng cái lối sống khổ hạnh trong tu viện, mà chính là chu toàn trong thế gian các bổn phận tương ứng với chức phận mà cuộc sống dành cho mỗi người trong xã hội, bổn phận trở thành thiên chức của mỗi người. Thưa quý vị, Linh mục Đặng Hữu Nam lẽ ra phải tuyệt đối tránh điều răn thứ 9 trong Kinh Thánh: người chớ nói chứng dối.
bức xúc và không đồng tình với những việc làm của Đặng Hiễu Nam, thì Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An đã ra kiến nghị yêu cầu Linh Mục Đặng Hiễu Nam phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng chức phận, dừng ngay mọi hành động chống phá, kích động, lôi kéo giáo dân, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết trên địa bàn, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng của Việt Nam, Tòa Thánh, Vatican lên án Hội đồng Giám mục Việt Nam ngăn chặn kịp thời hoạt động phản động, có biện pháp xử lý trước pháp luật. Và thưa quý vị, không biết là quay đầu là bờ, thời gian gần đây Linh Mục này tiếp tục hung hăng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước với thái độ thách thức. Ngoài mục đích kích động chống phá thì dư luận cho rằng liệu đằng sau đó có phải ông ta cố tình gây mất ổn định, an ninh trật tự, cố tình tạo điểm nóng để nhận lợi ích của các cái tổ chức khủng bố, phản động, lưu vong hay không? Thưa quý vị khán giả, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lợi dụng những ngày này, khi quân và dân cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đã làm nên chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, thì Linh Mục Đặng Hiễu Nam lại giao giảng trong nhà thờ với những lời lẽ xuyên tạc lịch sử, kích động ngông cuồng, như ngày 30 tháng 4 là ngày tang thương của dân tộc, giáo xứ, ngày 30 tháng 4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân Việt Nam không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên những bất công trên mọi miền đất nước, ngày mà đánh dấu dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng nô lệ cho ngoại bang. 30 tháng 4 là ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, là không chỉ xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của hàng triệu người dân Việt Nam, trong đó có rất nhiều giáo dân đã anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc, Linh Mục Đặng Hiễu Nam còn lợi dụng kích động đẩy trẻ em, người già, phụ nữ ra đường giữa nắng nóng để phục vụ mưu đồ riêng. Đây là những cái đối tượng yếu thế trong xã hội cần phải được che chở, quan tâm, chăm sóc, nhưng lại bị đẩy ra đường, căng băng rôn khẩu hiệu làm bức bình phong cho vị linh mục cực đoan này. Việc làm này của Đặng Hiễu Nam đã vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, vi phạm luật trẻ em một cách nghiêm trọng. Không những thế, hành vi hô hào kích động giáo dân, treo băng rôn khẩu hiệu chống chính quyền của Đặng Hiễu Nam đã gây mất an ninh trật tự, mất ổn định tình hình trên địa bàn và làm chia rẽ khối đại đoàn kết lương giáo, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Những lời lẽ kích động, chống phá ngông cuồng và vi phạm pháp luật của Linh Mục Đặng Hiễu Nam nhanh chóng được đám tay chân truyền bá, đăng tải trên mạng xã hội, gây nên sự phẫn nộ của toàn thể các tầng lớp nhân dân. Trước những hành động của Linh Mục Đặng Hiễu Nam thì Hội Cựu Chiến binh của Nghệ An đã đề nghị các cấp hội cơ sở tổ chức meeting và đã phản đối những luận điệu xuyên tạc sai sự thật của Linh Mục Đặng Hiễu Nam về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Sau đó thì Hội Cựu Chiến binh các xã trong địa bàn Quỳnh Lưu cũng đã tổ chức meeting và vạch trần những cái âm mưu đen tối của Linh Mục Đặng Hiễu Nam. Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An có những kiến nghị, đó là ông Đặng Hiễu Nam phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng chức phận của người chủ chăn, thay mặt Chúa trong việc giao giảng giáo lý, giáo luật ở giáo xứ mình đảm trách, dừng ngay mọi hành động chống phá, kích động, lôi kéo giáo dân vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, có lời xin lỗi cựu chiến binh nói chung và nhân dân cựu chiến binh xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu nói riêng về những phát ngôn xuyên tạc phỉ báng lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ người dân Việt Nam đổ bao công sức, xương máu, nước mắt để có ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Đề nghị chính phủ, các bộ ban ngành trung ương làm việc với Tòa Thánh Vatican, Hội đồng Giám mục Việt Nam để chỉ rõ và lên án những hành vi vi phạm pháp luật của Linh Mục Đặng Hiễu Nam. Đề nghị cơ quan chức năng, các cấp có biện pháp kiên quyết ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động,
và có biện pháp xử lý Linh Mục Đặng Hiễu Nam trước pháp luật. Chúng tôi thấy mọi hoạt động, lời nói của Linh Mục Đặng Hiễu Nam đã có đầy đủ bằng chứng để truy tố trước pháp luật. Ông Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ông Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội cần chỉ đạo Giáo phận Vinh ngăn chặn Linh Mục Đặng Hiễu Nam không tiếp tục tái diễn những hành vi sai trái trên. Ông Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Hội đồng Giám mục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đính, quản hạt Thuận Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh cần có biện pháp ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật của Linh Mục Đặng Hiễu Nam. Với cương vị của mình, các ông là những người hiểu hơn ai hết trong giáo phận về ý nghĩa, giá trị của hòa bình, độc lập, tự do trong thời gian qua. Để cho Linh Mục Đặng Hiễu Nam có những hoạt động chống phá mà không xử lý, phải chăng các vị không biết hay có sự tiếp tay chỉ đạo bật đèn xanh cho những sai phạm nói trên của Linh Mục Đặng Hiễu Nam? Như Đặng Hiễu Nam đã tuyên bố trước bà con giáo dân tại nhà thờ Phú Yên ngày 1 tháng 5 năm 2017. Thưa quý vị khán giả, đó là câu chuyện của những năm trước và cụ thể nhất là năm 2017. Và gần đây nhất, ngày 2 tháng 9, khi mọi nhà đang hân hoan chào mừng ngày lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Linh Mục Đặng Hiễu Nam lại đăng đàn nói xấu hành động treo cờ Tổ quốc của người Công giáo. Nực cười thay, ít thấy người dân Việt Nam nào ủng hộ bài viết này, mà chủ yếu là đám ba que hải ngoại nhảy vào bình luận, chia sẻ, ra vẻ hả hê lắm. Ngược dòng lịch sử giáo hội Công giáo suốt 100 năm qua, các vị giáo hoàng Pio IX, Leo XIII, Thánh giáo hoàng Pio X, Pio XI, Pio XII, Gioan XXIII, Paulo VI, Cộng đồng Vatican II và Đức Gioan Paulo II đều liên tục lên án chế độ cộng sản một cách mãnh liệt. Đức giáo hoàng Pio XII vào năm 1949 đã ra sắc luật chống chủ thuyết cộng sản và tuyên bố áp đặt vạ tuyệt thông cho tất cả những người Công giáo nào hợp tác với các tổ chức cộng sản. Sắc luật này đã tạo nên một hậu quả khủng khiếp nhất chưa hề có trong lịch sử giáo hội Công giáo, là một số người bị khai trừ khỏi giáo hội lên tới cả triệu người. Và các văn kiện của Tòa Thánh minh định rằng tất cả những tín hữu nào bảo vệ, cổ vũ học thuyết cộng sản thì đương nhiên bị khai trừ khỏi giáo hội. Ngoài ra, những tín hữu nào bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản hoặc gia nhập đảng này hoặc viết lách cho các báo chí cộng sản thì cũng cùng chung số phận như vậy. Tất cả những luật lệ trên cho tới nay có lẽ vẫn còn hiệu lực vì chưa hề có một văn thư nào của Tòa Thánh hủy bỏ, tu chính hoặc sửa chữa nội dung của sắc luật chống cộng kể trên. Cho nên, một tín hữu Công giáo bất kể thuộc thành phần nào, từ giáo hoàng Hồng Y Tổng giám mục Linh Mục, tu sĩ nam nữ đến giáo dân mà hợp tác, ca ngợi, tán đồng học thuyết về chế độ cộng sản dưới bất cứ hình thức nào đều đương nhiên bị vạ tuyệt thông, tức là không phải là phần tử trong giáo hội Công giáo nữa. Và thưa quý vị khán giả, phải chăng Linh Mục Đặng Hiễu Nam đã dựa vào những điều này để chống phá lại chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam suốt trong bao nhiêu năm qua? Gần đây nhất, VietTV có được xem một số nội dung của giáo hội Công giáo đã có những hành động hoàn toàn ủng hộ Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã từng nói, người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Huấn từ gửi Giáo hội Công giáo Việt Nam năm 2009. Hay lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, các con hãy là những người Việt Nam đích thực với tình yêu Tổ quốc. Sứ điệp gửi giới trẻ Công giáo Việt Nam năm 2019. Vì vậy không thể có chuyện người Công giáo treo cờ Tổ quốc là làm xấu giáo hội hay người Công giáo. Thì không được treo cờ Tổ quốc. Linh Mục Đặng Hiễu Nam đang ngày càng bộc lộ rõ tư tưởng quay lưng lại với đồng bào, với Tổ quốc, với nhân dân Việt Nam. Không bao giờ chúng ta dung thứ cho những kẻ vô ơn bán nước cầu vinh. Nếu Đặng Hiễu Nam không thay đổi thì kết cục của ông ta cũng chẳng khác nào như Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống, luôn bị nhân dân phê phán và danh xấu ngàn năm. Qua đây, VietTV cũng xin đề nghị với các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý ngay những cái tên linh mục như tên Đặng Hiễu Nam để làm trong sạch giáo hội ở tại Việt Nam. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong các chương trình sau. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VietTV.